Cuốn 53 Giải thích phẩm vô sanh tam quán thứ 26 Kinh Maha Bát Nhã ghi Phẩm vô sanh Kinh Đại Bát Nhã ghi Phần 2 Phẩm viễn ly thứ 24 Kinh Bấy giờ tuệ mạng sáng lợi Phất nói với Tu Bồ Đề rằng Bồ Tát Maha Tát tu hành Bát Nhã Ba La Mật quán các pháp Thế nào là Bồ Tát? Thế nào là Bát Nhã Ba La Mật? Thế nào là quán? Tu Bồ Đề nói với sáng lợi Phất Ông hỏi thế nào là Bồ Tát, người phát đại tâm, vì vô thượng chánh đẳng chánh giác, thấy gọi là Bồ Tát, cũng biết hết thảy pháp, hết thảy chủng tướng, cũng không đắm trước theo đó. Biết sao tướng không đắm trước, cho đến biết 18 pháp không chung, cũng không đắm trước. Xá lại phát hỏi Tu Bồ Đề, thế nào là hết thảy pháp tướng? Tu Bồ Đề đáp, nếu có danh tự nhân duyên hòa hợp, biết các pháp là sắc, là hương vị xúc pháp, là trong ngoài, là pháp hữu vi, là pháp vô vi. Lấy tướng danh tự ngữ ngôn ấy biết các pháp ấy gọi là biết tướng các pháp như xá lợi phất hỏi thế nào là bát nhã ba la mật xa lìa nên gọi là bát nhã ba la mật xa lìa pháp gì xa lìa năm uẩn 18 giới 12 nhập xa lìa thí ba la mật cho đến thiền ba la mật xa lìa nội không cho đến vô pháp hữu pháp không vì vậy xa lìa nên gọi là bát nhã ba la mật lại nữa xa lìa bốn niệm xứ cho đến xa lìa 18 pháp không chung xa lìa nhất thiết trí do nhân duyên ấy nên xa lìa gọi là bát nhã ba la mật như xá lợi phất hỏi thế nào là quán xá lợi phất bồ tát maha tát khi tu hành bát nhã ba la mật quán sắc chẳng phải thường chẳng phải vô thường chẳng phải vui chẳng phải khổ chẳng phải ngã chẳng phải vô ngã chẳng phải không chẳng phải chẳng không chẳng phải tướng, chẳng phải vô tướng, chẳng phải tác, chẳng phải vô tác, chẳng phải tịch diệt, chẳng phải chẳng tịch diệt, chẳng phải lìa, chẳng phải chẳng lìa. Thọ tưởng hành thức cũng như vậy. Thí ba la mật cho đến bát nhã ba la mật, nội không cho đến vô pháp hữu pháp không, bốn niệm xứ cho đến 18 pháp không chung, hết thảy muôn tạng muội, hết thảy muôn đà la ni cho đến trí nhất thiết trùng. Quán chẳng phải thường, chẳng phải vô thường, chẳng phải vui, chẳng phải khổ. Chẳng phải ngã, chẳng phải vô ngã, chẳng phải không, chẳng phải chẳng không, chẳng phải tướng, chẳng phải vô tướng, chẳng phải tác, chẳng phải vô tác, chẳng phải tịch diệt, chẳng phải chẳng tịch diệt, chẳng phải lìa, chẳng phải chẳng lìa. Xá lợi phất ấy gọi là Bồ Tát Maha Tát, tu hành bát nhã ba la mật quán các pháp. Luận hỏi, nghĩa Bồ Tát, nghĩa bát nhã ba la mật, nghĩa các quán, trên kia đã hỏi, này cứ sao còn hỏi? Đáp. Trước đã đáp ví dụ cây lớn không thể chặt một lát đứt được, việc ấy khó, nên lại hỏi tiếp. Lại nữa bát nhã ba la mật có vụ lượng nghĩa, như trong phẩm Đàm Vô Kiệt nói, bát nhã ba la mật như nước biển lớn vô lượng, như núi Tu Di, đủ thứ nghiêm sức, thế nên hỏi. Lại, lời hỏi ấy tuy đồng mà đáp nghĩa có nhiều sai khác. Lại nữa chư Phật vì dứt tâm ái trước pháp, pháp ái, nên không lập kinh sách, cũng không trang sức ngôn ngữ. Chỉ vì tế độ chúng sinh tùy theo người đáng độ mà nói, như ao nước lớn, tốt, trong mát. Vô lượng chúng sanh trước sau đi đến uống no rồi đi. Người nghe Pháp cũng như vậy. Và trước tiên nói Bồ Tát, Bát Nhã và Quán. Người đến trước được giải ngộ rồi đi. Người đến sau chưa nghe, thế nên lại hỏi tiếp. Bồ Đề có ba, là A-la-hán, Bồ Đề, Bích Chi Phật, Bồ Đề và Phật Bồ Đề. Không học mà trí tuệ thanh tịnh không nhơ, nên gọi là Bồ Đề. Bồ Tát tuy có trí tuệ lớn mà phiền não và tập khí chưa hết nên không gọi là Bồ Đề. Trong đây chỉ có một thứ gọi là Phật Bồ Đề. Tát Đoà Trung Hoa dịch là chúng sanh ấy vì đạo vô thượng mà phát tâm tu hành. Lại nữa Tát Đoà gọi là đại tâm. Người ấy phát đại tâm cầu vô thượng chánh đẳng chánh giác mà chưa được. Vì vậy nên gọi là Bồ Đề Tát Đoà. Phật đã chứng được Bồ Đề ấy, không gọi là Bồ Đề Tát Đoà vì đại tâm đã đầy đủ các nghĩa khác về Bồ Tát như trước đã nói rõ. Lại nữa, trong đây Phật tự nói nhân duyên, người ấy vì Phật đạo nên tu hành, biết tướng hết thảy các pháp cũng chẳng đắm trước. Tướng các pháp là cánh cửa, để có thể biết các pháp là sắc, là tiếng, vân vân. Được nói nghĩa Bồ Tát là trước tiên biết mỗi tướng của các pháp như đất tướng cứng, vậy sao mới biết tướng rốt ráo không? Đối với hai thứ trí tuệ ấy cũng không đắm trước, chỉ muốn độ chúng sanh. Bồ Tát được trí tuệ như vậy, xa lìa hết thảy pháp tướng riêng. Như đối với sắc, lìa sắc tức là tự tánh không, xa lìa là tên khác của không.
Bồ Tát được Bát Nhã Ba La Mật tâm xa lìa hết thảy pháp. Vì cớ sao? Vì thấy tội lỗi của hết thảy pháp. Ba La Mật Trung Hoa dịch là xa lìa Ba La Mật. A La Mật Trung Hoa dịch là xa lìa, Ba La Mật Trung Hoa dịch là não bị ngại. Hai âm ấy gần nhau, nghĩa hợp nhau, cho nên ấy lấy A La Mật giải thích Ba La Mật. Xa lìa những pháp gì? Xa lìa năm uẩn, 18 giới, 12 nhập, cho đến nhất thiết trí. Vì xa lìa các pháp ấy nên gọi là Bát Nhã Ba La Mật. Như thiền Ba La Mật hay điều phục tâm người thì Bát Nhã Ba La Mật hay dạy người xa lìa các pháp. Quán là không quán các pháp thường vô thường, như trước đã nói. Kinh Xá Lợi Phất hỏi Tu Bồ Đề: nhân duyên gì sắc chẳng sanh là chẳng phải sắc, thọ tưởng hành thức chẳng sanh là chẳng phải thức, cho đến trí nhất thiết chủng chẳng sanh là chẳng phải trí nhất thiết chủng? Tu Bồ Đề đáp: sắc sắc tướng không, trong sắc không, không có sắc, không có sanh. Vì nhân duyên ấy nên sắc chẳng sanh là chẳng phải sắc, thọ tưởng hành thức thức tướng không, trong thức không, không có thức, không có sanh. Vì nhân duyên ấy nên thọ tưởng hành thức chẳng sanh là chẳng phải thọ tưởng hành thức. Xá Lợi Phất: thí Ba La Mật, thí Ba La Mật tướng không, trong thí Ba La Mật không, không có thí Ba La Mật, không có sanh. Giới Ba La Mật, nhẫn Ba La Mật, tấn Ba La Mật, thiền Ba La Mật, Bát Nhã Ba La Mật. Bát Nhã Ba La Mật tướng không, trong Bát Nhã Ba La Mật không, không có Bát Nhã Ba La Mật, không có sanh. Do nhân duyên ấy nên Xá Lợi Phất, Bát Nhã Ba La Mật chẳng sanh là chẳng phải Bát Nhã Ba La Mật. Nội không cho đến vô pháp hữu pháp không, bốn niệm xứ cho đến 18 pháp không chung, trí nhất thiết cũng như vậy. Do nhân duyên ấy nên nội không chẳng sanh là chẳng phải nội không, cho đến trí nhất thiết chủng chẳng sanh là chẳng phải trí nhất thiết chủng. Xá Lợi Phất hỏi Tu Bồ Đề: vì nhân duyên gì? Ông nói sắc chẳng hai là chẳng phải sắc, thọ tưởng hành thức chẳng hai là chẳng phải thức, cho đến trí nhất thiết chủng chẳng hai là chẳng phải trí nhất thiết chủng. Tu Bồ Đề đáp: sở hữu sắc, sở hữu chẳng hai, sở hữu thọ tưởng hành thức, sở hữu chẳng hai, tất cả pháp ấy đều chẳng hợp chẳng tán, không sắc không hình không đối, một tướng đó là vô tướng. Mắt cho đến trí nhất thiết chủng cũng như vậy. Do nhân duyên ấy nên Xá Lợi Phất, sắc chẳng hai là chẳng phải sắc, thọ tưởng hành thức chẳng hai là chẳng phải thức, cho đến trí nhất thiết chủng chẳng hai là chẳng phải trí nhất thiết chủng. Xá Lợi Phất hỏi Tu Bồ Đề: do nhân duyên gì nên nói sắc ấy vào pháp số không hai, thọ tưởng hành thức vào pháp số không hai, cho đến trí nhất thiết chủng vào pháp số không hai? Tu Bồ Đề đáp: sắc chẳng khác vô sanh, vô sanh chẳng khác sắc, sắc tức là vô sanh, vô sanh tức là sắc. Thọ tưởng hành thức chẳng khác vô sanh, vô sanh chẳng khác thức, thức tức là vô sanh, vô sanh tức là thức. Do nhân duyên ấy nên Xá Lợi Phất, sắc vào pháp số không hai, thọ tưởng hành thức vào pháp số không hai, cho đến trí nhất thiết chủng cũng như vậy. Luận hỏi cuối phần trên nên hỏi nghĩa chẳng sanh, cớ sao trong đây mới hỏi? Đáp: bà đại pháp dễ hiểu, vì lợi ích nhiều chúng sanh nên trước hỏi vì nhân duyên gì sắc chẳng sanh là chẳng phải sắc, cho đến trí nhất thiết chủng chẳng sanh là chẳng phải trí nhất thiết chủng. Tu Bồ Đề đáp: sắc là không, trong sắc không có tướng sắc.